ơi, xin bà con chúng ta nghe con một chút. Khi vô phòng ăn á, chỗ ăn á, thì ở đây người ta phải có để mấy cái chai nước khoáng cho chúng ta uống á. Thì xin ông bà chúng ta giữ cái chai lại, đem về khách sạn. Ngày mai trước khi xuống, hắn cái chai nước đó cho con, để đi bỏ lên trên xe hay bỏ dưới gầm xe. Khi mà lên núi